liệu rằng có thể ăn được kỳ thủ không? Cũng mạnh đấy, cũng mạnh đấy. Ồ, ồ, ăn được không? Ăn được không? Ôi rồi ôi, không ăn được rồi. Cái bộ này nó mạnh quá anh em ơi. Thôi chết rồi, có vẻ nó clear rất khỏe ở đây. Không ăn thua, đẻ này không ăn thua mất rồi. Mà tôi bây giờ tôi hết tiền ở level 9 rồi anh em ạ. Kỳ thủ lên được level 10 rồi kìa. Đang còn giữ 25 tiền, tôi còn đang ở level 9 hết tiền anh em ạ. Thôi xong, thua rồi. Bộ này làm gì có đam đâu. Tôi không có lấy đồ đam cho con cáo anh em ạ. Thua. Thua thật không? Không dễ như thế đâu bạn ơi. Thực ra nhân vật chính ở trong cái con game này không phải là con Whisperseer, cũng không phải là con cáo. Tất cả những cái món đồ là những cái món đồ tanh, không phải là những cái món đồ gây đam. Và quan trọng nhất, trong số những cái món đồ đó có viên hổ phách, có tác động trực tiếp lên kỹ năng triệu hồi của tướng. Và cái con tướng có khả năng triệu hồi ở trong trò chơi này sẽ có khả năng khai sáng được sức mạnh tối thượng của nó. Tất cả những cái món đồ tôi lấy ở trong một trận đấu này cuối cùng cũng chỉ để dồn cho một con duy nhất. Và câu trả lời cuối cùng của tôi đó chính là chó sói. Rồi, bây giờ thì mời các anh em xem sức mạnh tối thượng con chó sói. Ồ, anh em nhìn thấy gì chưa? Con chó sói nó hóa sói liên tục kìa. Wow, anh em thấy chưa? Nào, bây giờ thì ai mới là người chiến thắng? Ồ, ồ, ôi rồi ôi, con chó sói nó gọi đệ liên tục anh em ạ. Đệ cứ chết là nó lại gọi thêm. Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Nếu mà anh em đang xem clip này, có nghĩa là anh em đã chọn tôi rồi đấy. Anh em đã chọn tôi để làm cái nguồn giải trí cho anh em, nguồn thư giãn cho anh em sau những cái giờ làm việc, học tập căng thẳng vào cả tuần. Và anh em đến cuối tuần anh em có mặt tại đây, anh em xem clip này, rất là cảm ơn các anh em. Tôi rất vui vì được phục vụ anh em, làm đầy tớ của anh em trong ngày của tuần. Ok nhá. Và đây cũng chính là lý do mà tại làm sao hôm nay nó lại có hai clip ra trong một ngày. Tuyệt vời. Đối với cả anh em nhá. Còn tôi thì rõ ràng rồi, nó cũng khá là mệt đấy. Và như thường lệ thì đầu clip thì tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ tôi. Xin được cảm ơn anh em Lê Khả Hưng, anh em Phạm Việt Tùng và anh em Lê Khánh đã donate cho tôi trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Ngoài ra tôi xin được cảm ơn anh em Lâu Phia đã chính thức trở thành hội viên mới ở kênh. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập để đăng ký hội viên ủng hộ tôi. Và tôi xin được cảm ơn anh em CSM Rap đã tiếp tục gia hạn hội viên cho kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, và bây giờ nó sẽ đến cái tiết mục ngày hôm nay. Nói chung là cuối tuần rồi, nên là hôm nay sẽ phải làm một cái gì đấy nó hay ho cho anh em xem. Đấy, mà phải nó phải ra bài anh em ạ. Mà đầu game thì chưa thấy cái gì, không chơi cái like anh em nhá. Đây là có hai con like mà không chơi, bởi vì là bọn like ấy là tôi không chơi. Đơn giản là vì là tuần này chơi quá nhiều like rồi. À không, thực ra là cũng không phải quá nhiều like mà mới một trận like thôi. Nhưng mà thôi một trận là đủ rồi anh em. Bộ đấy thì tôi cũng đâu có thích chơi lắm đâu. Không thích chơi là một, thứ hai là nếu mà tôi chơi cái bộ đấy thì về căn bản là nó cũng sẽ không hay. Đấy, bởi vì tôi không phải là cái người mà gọi là chơi hay cái bộ đấy, thông thạo cái bộ đấy. Đấy, anh em thấy tôi chơi rất ít. Bộ like là tôi chơi rất ít. Anh em cứ để ý, anh em biết. Chỉ là hôm trước là thấy là có người chơi nó mạnh quá, tôi thử thôi, tôi thử chơi, test cho anh em xem. Đấy, chứ còn bây giờ thì cái bộ đó nó là beta. Nếu mà anh em đam mê, anh em có thể luyện nhá. Tôi đảm bảo với anh em là chơi này ấy, thì nó khá ổn định. Đấy, nó khá ổn định. Tầm này nhiều người là người ta vào trong game, người ta cũng khá là tin tưởng cái bộ like người ta chọn đấy. Là anh em có thể tham khảo qua cái bộ Glide nhá, 6 Glide kết hợp 6 Glacier level 11.
mà chơi theo cái kiểu gì thì anh em chắc là phải tập thêm. Anh em đừng có xem tôi nhiều, bởi vì là cái bộ đấy tôi chơi theo kiểu cảm tính của tôi thôi. Tôi chơi theo kiểu là tôi quen chơi game mà tôi chơi thôi, chứ còn tôi cũng không phải thông thạo của đấy đâu. Nên là cái cách chơi của tôi có thể là vẫn sai nhá. Tôi cứ đẩy cấp lên 11 thôi, sớm thôi. Và tôi full 2 sao rồi tôi đổi kết đẩy cấp luôn. Chứ còn nhiều anh em là roll ở 7 lên 3 sao cơ. Chơi live Bloodline 3 sao rồi bắt đầu mới lúc đấy khỏe rồi thì bắt đầu lên dần. Thì kèm theo con live Bloodline là nó sẽ thêm cái con Avenger Clive nữa, nó lên được 3 sao. Đấy, có hai con 3 sao, co hai con. Thì nó cứ lên 3 sao thôi thì là yên tâm là up dần lên 11 thì nó cũng khá là ok. Đấy, còn tôi chơi thì theo cái nối chơi nó hôm đấy anh em cũng thấy đấy, như là ăn cướp luôn. Một cái trận đấu mà chơi live như ăn cướp. Đấy, cứ mỗi lần là xả tiền hết là coi như là mất chuối. Đấy, 3-4 lần như thế, 3 lần, không đấy 3 lần. Đúng 3 lần xả tiền như ăn cướp thì cả 3 lần đều toang. Nên là tôi nghĩ là đấy là chính là cái là nó không thông thạo nó ở cái chỗ đấy đấy anh em ạ. Nên là anh em có thể là cái bộ đấy anh em sẽ phải tham khảo một vài người khác nữa nha anh em nhá. Đấy, một vài các cái kênh khác để xem là họ chơi như nào, xong em đúc kết lại anh em chơi nhiều anh em sẽ ra được cái của bản thân anh em. Còn tôi thì tôi cái bộ đấy thì tôi nói luôn là tôi đừng có học theo tôi. Học theo tôi thì cũng chỉ như tôi thôi. Đấy, oánh 10 trận thì được một trận top 1. Còn lại thì anh em cũng biết rồi đấy nha anh em nhá. Thế nên là nhiều cái những cái trận như thế này này là bộ nào mà tôi nó là bí kíp mà tôi gọi là thông thạo thì tôi sẽ nói với anh em luôn là cái bộ đấy là nó cực hay và tôi thông thạo, tôi nghiên cứu ra. Đấy, tôi đã đánh nhiều, tôi thử nghiệm rồi. Tôi thông thạo rồi thì tôi chỉ cho anh em từng ly từng tí một, đánh như tôi luôn là ok nhá. Đấy, còn có những cái bộ thì không phải nhá anh em nhá, có những cái bộ nó chỉ mang tính chất là giải trí thôi hoặc là giới thiệu cho anh em để anh em tham khảo thôi, sau đấy anh em lại phải tự tìm hiểu. Đấy, nó là như thế. Rồi thì hôm nay thì chơi đương nhiên rồi, nó sẽ phải là một cái bộ nào đấy mà một trong những cái bộ loanh quanh mấy cái bộ mà tôi thông thạo nhá. Đấy, chứ hôm nay thì nếu mà đánh biểu diễn thì chắc chắn là nó phải thông thạo 10 rồi, chứ nó không thể là đánh theo kiểu là mới biết được. Đấy, nên bây giờ phải chọn theo cái kiểu là đây bài ra Hunter đúng không? Rồi thì tạm thời nó là ba Hunter đã này nhá anh em nhá. Đây là nó chỉ là cái cách xây dựng đầu game thôi, chưa có gì cả. Đấy, chưa có gì cả anh em nhá, chưa biết chơi cái gì, khẳng định luôn là chưa biết chơi cái gì. Nhưng mà lên game nó sẽ trở về những cái bộ mà anh em biết rồi đấy, là tôi sẽ thông thạo. Đấy, rồi cuối cùng nó sẽ trở về những cái bộ mà tôi thông thạo thôi. Ở đây anh em thấy hàng chờ tôi mua rất nhiều thứ. Anh em thấy nào là cây này. Đấy, cây này là thế nào, là để chơi cái gì. Cây thì có thể chơi siêu đẻ, chơi bit này. Đấy, chơi siêu đẻ kẹp bit này, chơi siêu đẻ kẹp insect này, chơi siêu đẻ kẹp god này, chơi siêu đẻ kẹp với cả feather này. Đấy, thấy chưa, toàn những cái bộ thông thạo của tôi nhá. Đấy, còn có con súng thì làm gì, súng với Hunter làm gì, rất có thể thì nó sẽ là Hunter chuyển Exit to God các thứ đó, đúng không? Nhưng mà cái bộ đấy nó lại không có gì thú vị nên là chúng ta lại chỉ gọi là tình huống thôi, tức là nếu mà nó cứ ra nhiều thì chơi thôi, chứ còn tí nữa lại phải chuyển sang những cái bước tiếp theo thì cái đấy sau này mới tính được. Đấy, còn có cái con Water Spirit để làm gì, chắc chắn rồi, God. God Water Spirit đấy, bây giờ lại ra như này thì lại phải mua. Đấy, cũng chưa biết là cái gì anh em nhá. Thì đây, tạm thời con này vào đã này. Wing Ranger mạnh hơn cung đen 1 sao. Đấy, mà thậm chí là còn có thể là chơi Human, nhưng mà lại Human lại vừa mới chơi rồi. Anh em thấy là hai cái trận gần đây nhất đúng không? Đấy, video clip sáng nay up lên là chơi Human rồi, chơi 12 con rồi. Thế bây giờ lại chơi thì nó lại buồn cười đúng không? Thì lại mình lại phải lé ra, mặc dù là cái bộ đấy là mình cũng là chơi được. Đấy, cũng là biết chơi, cũng là hay chơi, nhưng mà cũng lé ra không chơi nữa để cho nó đỡ nhàm nhá. Đấy, chứ còn bây giờ lại một ngày ra hai clip 12 con bắn trưởng thì nó lại không hay, nó lại bị lặp lại anh em ạ. Thế là bây giờ lại phải sang những cái bộ mà bây giờ phải từ tốn thôi. Dần dần nó sẽ hiện ra nha anh em nhá, từ từ bình tĩnh. Đấy, bây giờ cứ ba Hunter vào giữ máu đã. Đấy, kể cả là thua nhưng mà máu nó cũng sẽ mất ít thôi. Đấy, nó sẽ mất một ít thôi. Đấy, rồi những cái trận thắng thắng ấy, hên lại được thêm một điểm là chúng ta có một tiền rồi. Ok, ui rồi đấy là mèo này đúng không? Thì nó sẽ là cái gì, từ từ nhá. Thế thì lại phải chốt lại bán con này đi này. Đấy, có mèo đúng không, mùa
Rồi. Kẹp mèo vào luôn. Đây nó như này anh em ạ, 7 con. Nhưng mà không hiểu là như này thì nó có mạnh hơn là ấy không nhỉ? Như này có mạnh hơn là ba hunter vào không nhỉ? Trong 7 con, đây đúng là 7 con thật đấy, nhưng mà 7 con này nó lại không có kích hệ Celeji. Thì nó yếu hơn không? Có 7 con tướng, tức là chỉ đông thôi, lấy số lượng thôi. Với chất lượng thì có vẻ hơi kém nhỉ? Nhưng mà cũng ăn được thằng này. Rồi không sao, round sau lên được một cấp là up. Up cấp là có thể chúng ta sẽ nhét được vào cái bộ Hunter là ok rồi. Ui, ra bộ trận này chơi Clive là cũng khỏe đấy nhá. Ra khá nhiều Clive. Rồi, ok. Đấy, thế này là chúng ta kẹp thêm Hunter vào là ổn rồi. 3 Hunter. Nhưng mà đây là chúng ta đang đánh với 8 con. Tôi nghĩ là như này ổn. Mà dù là tăng cơ thì cái phần mà gọi là tăng cơ ở hàng phía trên có vẻ hơi đuối. Mỗi con mèo mỗi con mèo này thì khả năng là nó sồ vào cái hàng đằng sau, nó đập những cái hàng đằng sau với những cái con mà chủ yếu là gây đam, chứ còn máu thì rất là bé, thì nó sẽ rất là nhanh toang. Chỉ hy vọng là gặp những cái đối thủ đôi công thôi thì chơi được, chứ còn mấy thằng châu châu kiểu warrior thì cũng hơi sợ đấy nhá. Ui rồi, gặp luôn thằng warrior có mất chuỗi không nhở? Mà có một con 2 sao thôi. Bây giờ thằng này đang eco. Chơi được, chơi được, chơi được, chơi được. Chơi được, chơi được, chơi được, chơi được. Hay quá, hay quá. Ba đường kẻ của Wing Ranger. Quá đẹp. Đấy, cái trận này là chơi nai là ngon này. Chơi nai là ngon này, nhưng mà tôi lại không chơi. Mà trận này ra ép, có chơi ép là được này, đúng không? Qua wow, set này bây giờ mình chốt đi, mình chốt luôn ra ngoài được không? Feather siêu rẻ à? Bộ Feather là nó cũng có cái con Walk set là cũng châu là cũng chịu được này. Rồi con Whisper Seer là cũng có ở trong bộ Feather này. Đấy, mà Feather mà kẹp với cả mèo thì làm sao? Hai con cây kẹp với mèo cũng được, vẫn được mà, đúng không? Tức là cái bộ này vẫn có thể là chúng ta sẽ chơi siêu rẻ được. Ok. Rồi, nghe nói là anh em thích chơi siêu đẻ đúng không? Được. Thế trận này tôi sẽ cố gắng để form vào cái đội hình siêu đẻ đó. Mà tôi nghĩ là thôi, có khi là giải tán với con đỏ rồi thôi. Anh em ạ, chuyển dần sang Feather với cả Beat này này. Feather này, ok. Đấy rồi, có Blink rồi nhá. Hay. Hay lắm. Đấy, thậm chí là tôi còn có luôn cả một cái nó gọi là cái gì, dấu ấn à, dấu ấn tự nhiên à, có dấu ấn tự nhiên ở đây ghép vào luôn đấy. Hôm nay chúng ta lại làm một cú float trick không float trick cho anh em bất ngờ giai đoạn late game đấy, anh em thấy không? Rất đúng kiểu nhá, lúc đầu dồn đồ cho con cây này. Đấy, dồn hết toàn bộ đồ cây xong rồi. Đấy, như anh em thấy ở trong cái tập trước là tôi chuyển toàn bộ đồ cuối cùng thì lại là cú float trick, là chuyển đồ cho con trò sói. Đấy, anh em thấy tạo ra cái sự bất ngờ trong game rất là hay. Mà trận này thì tôi cũng vẫn làm cái trò đấy. Đấy chính là tôi chuyển hết đồ cho con cây này, xong rồi tí nữa lại làm một cú float trick. Đấy, mà liệu rằng là có phải trò sói không? Anh em cứ chờ xem nhá, cứ chờ xem. Liệu rằng là có phải là late game là cái đồ này của con cây chúng ta đã chuyển hết cho trò sói không? Hay là nó lại là một cái con khác? Cái đấy thì tí nữa mới biết được. Rồi ok. Đó, trứng này. Trứng bây giờ đập trứng luôn cho cây bố up 7 luôn, ngon không? Nhờ. Được không? Thử sức mạnh rồi cắt chuôi cái thằng top 1 kia. Ok. Bây giờ tôi rất muốn đặt quả trứng này vào người con cây bố để nó lên 2 sao, sau đó chúng ta có thể là up 7. Đấy, tôi rất là muốn. Thôi được rồi. Bởi vì cái tầm quan trọng của việc con cây ở lên 2 nên là tôi quyết định là đập trứng cho Wing Ranger. Ok. Rồi. Chơi đôi công luôn anh em ơi, bổ sung đam. Bổ sung đam thôi. Mẹ má thằng này đông quá nhở.
Trông nhiều ấy. Nhưng mà chắc là ăn được rồi. Đấy, Wing Ranger kẹt quẹt một phát là anh em thấy mất 3.000 đam rồi. Gánh đam lên anh em. Con này khỏe. Thỏ cũng lên được 2 sao này. Ui, con Wing nó lại ra. Và trận này nuôi Wing 3 được không? Chắc được. Ra nhiều nuôi luôn lên 3 sao anh em ạ. Cái tầm này tôi đang ở chuỗi rồi, nhưng mà bây giờ mà nếu mà up cấp thêm thì sức mạnh có gia tăng không? Bây giờ mà tôi up lên 7. Up lên 7 cho con nào vào? Cho con The Saw vào. Để tăng mana nhanh, tung trưởng nhanh. Đấy. Mà như thế thì hơi thọt tiền. Bởi vì căn bản là bây giờ vẫn đang chưa rõ là nếu mà cho con này vào thì cái sức mạnh nó có tăng nhiều không ấy. Về căn bản là tung trưởng nhiều, tung trưởng nhanh thì nó cũng khá là ổn, bởi vì trong cái đội hình này có khá nhiều các cái con gọi đệ với con băn trưởng. Thôi quyết định là tôi để ở round 14 nha anh em nhá. Để round 14 đi. Round sau để một round nữa đi. Ui rồi Quỳnh ơi, thế có phải là hại không? À nhưng mà vẫn ăn được. Ui ôi, không Quỳnh ơi. Mẹ, cái quả đầu tiên nó quẹt đúng là ngu người luôn. Mày quá cây gảnh anh em ạ. Rào tí mất chuối. Đúng sai lầm. Hay quá. Cái quả đầu tiên ấy, cái con Quỳnh đang giờ nó căng cung lên, nó bắn được đúng một con. Ba mươi tiền tròn anh em ạ. Hay là giữ một round nữa nhở? Liệu rằng có bao nhiêu phần trăm là gặp cái thằng top 1 bây giờ? Hay là có chuỗi cộng 9 cái bao nhiêu phần trăm mà chúng ta gặp nó nhở? Không, tôi nghĩ là giữ tiền đi. Cái phần trăm gặp nó thì tôi nghĩ là nó cũng chỉ khoảng 30% thôi. Vẫn có cơ hội không gặp. Đấy, may quá, được, hợp lý. Đôi khi phải lý trí tí anh em, lý trí tí. Chọn con tim hay là nghe lý trí. Quyết định lý trí thôi. Cái round vừa rồi là nói chung là nếu mà chơi up cấp thì tôi cũng là quen với cái việc là tôi hay chơi. Đấy, thường là tôi hay dí với fan đến 7, nhưng mà trận này cảm giác hơi mạo hiểm. Quả đấy là cũng là đánh liều ấy, giữ ở level 6. Rồi. Round sau là có thể lên 7. Về căn bản là tôi muốn ở level 7 ấy, nó sẽ là 6 F, 6 Feather kết hợp với cả 3 Hunter anh em ạ. 6 Feather 3 Hunter. Thì nó là mạnh nhất ở level 7 chơi bộ Feather, chứ còn nếu bây giờ tôi up lên thì sức mạnh nó hơi gia tăng không nhiều. Cái con này nó không gây đam nhiều. Rồi. Top 1 trông căng ấy. Top 1 chơi mẹ chơi lui con gì? Agali lên 3 sao. Sợ thật sự, chơi Clive à? Top 1 chơi Clive à? Xanh nhờ. Mà cái bộ Clive giờ nó đang mạnh ấy. Anh em cũng thấy tôi chơi bộ Clive mạnh thật sự. Tôi là một cái người mà không biết chơi Clive ấy, mà tôi chơi Clive nó đã thấy nó mạnh rồi. Thì không biết là những cái ông mà chuyên sờ farm Clive, chỉ có chơi Clive thì không biết là nó mạnh đến cái cỡ như nào nhỉ. Người ta thông thạo, người ta chơi, người ta còn biết cách giữ tiền, biết thời điểm nào roll, thời điểm nào giữ tiền, biết sức mạnh của cái bộ đấy trong từng giai đoạn. Thì u rồi ôi, cái bộ đấy nó thật là vãi đạn luôn. Bắp mạnh lắm. Bây giờ bộ Clive mà trận nào mà phải có Warrior cơ thì mới chơi được anh em ạ. Thôi được rồi, bây giờ cho 6 Feather vào. Đấy, 6 Feather 3 Hunter nhá anh em nhá. Chơi này 6 Feather 3 Hunter. Lên mẹ 8 luôn. Lên 8 luôn, lên 8 luôn anh em ạ. Lên 8 luôn. Hết tiền luôn. Đấy, kịch bản liệu có lặp lại không? Đừng có bảo hết tiền lên mà xong rồi cùng là toang nhá. Gặp cái thằng kia tôi nghĩ là nói chung là đội hình của nó thì cũng mạnh đấy, nhưng mà đội hình của tôi thì bây giờ thì cũng ổn. Đấy, vẫn có cơ hội ăn được nếu mà tôi lên 8. Rồi, nó chơi Clive nó dừng ở 7 nó roll 3 sao rồi. Hay quá. Ui, gặp thằng Hunter này đi không nhở? Vãi, mất chuỗi luôn ạ. Ê, vừa mới xả tiền mạnh nhá.
Thôi chết tôi rồi. Còn mẹ. Toàn là như thế này thôi. Không được, được không rồi. Ơi được không. Úi giời, nó tỉnh dậy. Ui, thằng này nó có cái chén thánh. Thôi, chịu. Đã thế nó còn ghép được cả cái chống Feather nữa chứ, chống phép nữa chứ. Cay thật. Mẹ, nó ghép cái gậy gai luôn anh em ạ. Thế là mất chuỗi rồi. Ôi rồi ôi, vậy là cái kịch bản này mãi mãi nó cứ lặp đi lặp lại. Ui, cay thật. Cứ lặp đi lặp lại như thế thôi. Tức là cứ mỗi lần mà tôi xả tiền là coi như là tôi mất mẹ chuỗi. Cấu thật sự đấy. Nó toàn như thế này thôi anh em ạ. Anh em cứ để ý cho em. Chưa thấy cái quả nào mà gọi là xả tiền xong nó được. Nhiều khi những cái trận mà tôi nếu làm gì thì nó lại vẫn giữ được chuỗi cơ. Mà cứ mỗi lần tôi xả hết tiền là y như rằng là tôi mất chuỗi. Rồi cay thật đấy. Thật là như thế luôn. Cáu thật sự. Mà rõ ràng là đội hình là nó cũng form được rồi nhá. Là nó form được cái bài là 6 Feather kết hợp với 3 Hunter rồi nhá. Đấy, còn kẹp thêm cả con CM để bắn trưởng cho nó nhanh. Thế mà rồi cuối cùng vẫn thua. Về căn bản là chúng ta gặp Hunter mà. Và cái con Wing Ranger này nữa này. Nó bắn quá ngu. Wing Ranger mà khôn ý thì cái tỷ lệ phần trăm nó sẽ cao. Chiến thắng nó sẽ cao. Mà Wing Ranger mà quẹt ngu một cái là thôi, coi như là bốc cứt luôn. Con này chơi không? Chơi đi, 2 sao chơi anh em ạ. Thay cho con này ra. Thay con CM ra đã. Con The Saw này tí nữa cho vào level 9. Như này luôn đi, được không? Bán mẹ súng đi. Súng bây giờ có cho vào không? Có mạnh không? Thực ra súng bây giờ gây đam nó không nhiều, nó chỉ kích hệ thôi. Như này đi, được không? Thế này có khi mạnh hơn đấy. Anh em ạ. Ok. Ok, kinh nghiệm của tôi là như này mạnh hơn. So với cái việc là chúng ta giữ 6 Feather. Ơ, vẫn cắt chuỗi thằng này lại. Cắt chuỗi thằng này được không? Cắt được không bạn ơi? Chỉ cần cây với Wing sống thôi thì khả năng cắt là vẫn cao. Ôi rồi ôi, lại còn đẩy nhiều cơ. Hay quá. Được đấy. Hay quá nhờ. Rồi. Đấy, thế này. Ok chưa? Như này ổn hơn này. Vừa siêu đẻ vừa kết hợp với gây đam. Là đam kỹ năng anh em ạ. Gây đam kỹ năng. Đấy, Hunter thì thôi, Hunter yếu hơn. Hunter với cà phê giờ tầm này còn một sao chưa chơi được. Cứ 2 sao mà chơi thôi. Đầu game là cứ 2 sao mà chơi. Ui, sao Blink vào cái chỗ kia. Wing hay lắm. Kẻo phát 4 con luôn. Được quá. Hay quá nhờ. Cây Blink ở chỗ khác đi. Blink ở chỗ khác. Hay quá. Xùi ui. Tuyệt vời luôn anh em. Ui, đẩy nhiều đấy. Đúng kiểu siêu đẻ luôn anh em ạ. Vãi. 20 màu anh em ơi. 20 màu ra vừa rồi. Quá khủng khiếp. Ơi bây giờ tôi lên tiền rồi này. Bây giờ sau khi mà tôi đã cắt chuối được của cái thằng có chuối xong rồi tôi thắng được từ nãy giờ tôi lại lên 50 tiền rồi. Đấy anh em thấy không? Mặc dù là thọt tiền nhưng mà cuối cùng lại gỡ lại được. Cứ thắng là gỡ lại được mà. Chỉ cần form được cái đội hình mạnh ở cái giai đoạn, ở từng cái giai đoạn ấy. Đấy, form được cái đội hình mạnh ở những cái giai đoạn nào là nó mạnh thì chúng ta chiến thắng là chúng ta có tiền. Đấy, còn không cần biết là cuối game chơi gì nhá anh em nhá. Bây giờ tôi vẫn chưa biết mà. Bây giờ đấy, trong đầu tôi thì bây giờ vẫn đang nói chuyện với anh em ở đây là vẫn đang hướng đến là chơi siêu đẻ nhá anh em nhá. Nhưng mà tôi vẫn chưa biết chơi gì. Đấy. À, cái đồ này thì anh em thấy là cái con sói vừa lấy là tôi bỏ qua, tôi không chơi sói là anh em biết là tôi không chơi sói rồi. Nhá anh em nhá, tôi không chơi sói đâu. Thế nên là anh em chắc chắn là sẽ không được nhìn thấy một con sói bất tử và nó gọi đệ liên tục đâu. Đấy, trận này thế nó là con nào nhỉ? Đồ dành cho con nào đây? Đồ của Whispersia dành cho con nào? Nó sẽ là con nào đây? Ui giời. Cái này thì nó lại phải tương lai mới biết được. Cứ bình tĩnh nha anh em nhá. Rồi. Đấy, chúng ta cứ lấy những cái món đồ đi.
Rồi, nó sẽ là những cái món đồ này đây. Ok. Xong rồi, chốt xong đồ. Bây giờ là lên 9. Có 6 feather ở đây. 6 feather kẹp 2 bit. Kẹp thêm con The Saw vào để gọi đệ đẻ cho nó nhanh hơn. Ui, gặp thằng này có vẻ hơi toang nhá. Nhưng mà nếu mà đẻ nhiều thì là ăn được. Ok. Đẻ nhiều thì là ăn được. Ui giời, được quá nhờ. Đó, con cây ba mà nó không ăn được tôi này. Hay quá. Bởi vì đó là bộ feather bạn ơi. Quánh trượt. Creator sợ feather lắm. Ổn chưa, ổn chưa. Lên 9 giờ tôi lại tích 50 tiền thôi. Sao tôi roll ở 9 lên 3 sao. Đấy. Quá ổn áp luôn. Roll ở 9 lên 3 sao. Và cái trận này khả năng mà ra được cái con cây hai con cây 3 sao là hơi khó đấy anh em ạ. Cây này nó ra ít quá. Anh em thấy nó có ra đâu. Đấy, bình thường là nếu mà nó tự ra được 3 con thì có cơ hội, là bây giờ ít quá. Trông là từ lấy giờ mới có 2 con cây thôi. Ra 2 con cây từ đầu game bây giờ 22 round rồi. Chưa thấy ra thêm. Chưa thấy ra thêm như này thì khả năng là không thể kiếm được 2 con cây 3 sao đâu anh em ạ. Trận này phải tính toán là chơi theo cái kiểu siêu đẻ nhưng mà kiểu khác. Đấy, anh em thấy là đây nó vẫn là siêu đẻ nhá anh em nhá. Nó đẩy một round, nó đẩy rất nhiều màu đấy. Đấy, kẹp CM vào là nó gọi là siêu đẻ rồi. Anh em thấy, ui giời. Đẩy cho bây giờ gặp. Anh em thấy round 22 sắp đi hết rồi kìa. Máu đã rất thấp rồi đấy. Đấy, có thằng chơi gót đỏ máu cực kỳ thấp rồi. Không biết là có cái lập kèo được không. Gót đỏ máu cực thấp rồi. Warrior máu rất thấp rồi nhá. Anh em nhìn kìa. Ôi, chỉ có, nếu mà tính là chỉ có tôi với cả cái thằng có cái chuỗi xanh vãi cứt từ đầu game chơi Glide ấy, là nó còn 72 máu. Còn lại anh em nhìn kìa, 39, 37, 16, 14, 41. Trận này như này nó vẫn tính là siêu đẻ anh em ạ. Siêu đẻ đấy. Anh em thấy một round tôi đẩy 20 máu thì chắc chắn nó là siêu đẻ rồi. Tốc độ trận đấu rất nhanh nhá. Đấy. Ui, Goblin. Goblin này thì tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được. Bộ này của tôi nó đâu có sợ bộ Goblin đâu. Đấy, full bộ Goblin. Goblin này yếu lắm. Anh em ạ, thằng này cũng bị đẩy lại 37 máu. Tôi nghĩ 2 round là đi thôi. Trời ơi, nhìn kìa, đẩy khủng khiếp luôn. Đẩy thêm một lần nữa gọi này. Ui rồi ôi, thế này bao nhiêu máu? Đã có thằng ra đi rồi, 23 máu anh em ạ. Quá đáng sợ. Thêm một con Wing nữa à? Thay vào CM à? Thay CM ra thì tung trưởng chậm lắm. Cho con Unicorn ra nhỉ? Unicorn ra ngon hơn nữa. CM được ra để vào trong đội hình vẫn ngon. À nhưng mà phải bỏ hai con ra chứ. Phải bỏ cả CM, bỏ cả con Unicorn thì chúng ta mới kẹp được con mèo. Nhưng mà nếu mà lên 10 thì không cần. Tức là 26 phải lên 10 đấy. Còn nếu mà chơi ở 9 ấy, nếu mà roll ở 9 thì chúng ta sẽ phải bỏ hai con. Bỏ con Unicorn và con CM. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta up 10 thì chúng ta chỉ cần bỏ một con thôi. Thế cái trận này phải quyết định xem là cái việc là chúng ta chơi, chúng ta sẽ dừng ở 9, chúng ta roll 3 sao hay chúng ta up một phát lên 10 luôn. Bởi vì lên 10 bây giờ sức mạnh của nó là nó tăng khá nhiều đấy nhá. Kẹp hai con Wing vào là không phải là yếu đâu. Hai con Wing là cực mạnh đấy. Thay phiên nhau bắn, thay phiên nhau tung trưởng. Rất mạnh. Đam chủ yếu là anh em thấy là đến từ cái con Wing Ranger này là chủ yếu. Anh em thấy không? 7000 đam là từ Wing mà. Con này là đầu game là cực kỳ gánh luôn. Có đỏ đi rồi, một máu nhưng mà chơi ở level 9. Không ăn thua. Chơi level 9 thì có đỏ yếu lắm. Không ăn thua. Đang làm clip thì có anh em donate anh em ạ. Cảm ơn anh em Nguyễn Trung Đức nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay chắc là anh em hóng mấy cái clip gọi là siêu phẩm cuối tuần ấy. Thế nên là anh em donate cho tôi để hỏi xem là hôm nay có ra clip vào buổi tối không. Thì chắc chắn rồi.
hứa với anh em rồi mà, hôm nay sẽ ra hai clip. Ok nha anh em nhá. Để chúng ta tiếp thôi. Nhưng mà cái trận đấu này thì bởi vì là bây giờ ấy, đây là chúng ta đang đứng giữa một cái ngưỡng cửa là Rune hay là lên cái quyết định nó rất là quan trọng. Bây giờ lên 10 sao mà Rune thì sao? Rune nó có mạnh không? Thì câu trả lời là không. Lên 10 luôn anh em ạ. Chúng ta Rune hên xui lắm. Lên 10 luôn, nó đã có một cái đội hình mạnh sẵn ở đây rồi anh em ạ. Hai Wing Ranger kẹp với cả mèo. Đấy, chúng ta có được 3 Wing Ranger gây đam phép. Gây đam phép là chủ yếu. Được không? Chuyển con mèo này vào này. Đấy. Xả hết tiền luôn bởi vì đang có chuỗi cộng 7 anh em ơi. Làm sao mà tôi roll như thế thì nó lại đỏ đen quá. Roll mà chả may nó đéo ra sao? Đúng không? Đúng không? Đấy, nên xả tiền áp cấp như này thì nó ổn áp hơn. Giữ chuỗi anh em ơi. Quá hợp lý. Nhưng mà cũng phải cẩn thận. Tôi vẫn sợ là cái kiểu cái bài này cứ mỗi lần tôi xả tiền tôi giữ chuỗi là y như rằng là mất chuỗi. Gặp thằng này ăn được không? Feather sợ đéo gì mấy cái con Glitter nhỉ. Feather này đấy anh em thấy không? Con Wing giờ bắn một phát con ốc gần chết rồi. Ơ kìa, nhưng mà Wing đang giờ tôi chết hết rồi kìa. Ơ. Ôi ôi, cái con cây của nó vẫn sống kìa, cẩn thận nó đẻ thêm. Thôi chết rồi, con ốc vẫn sống. Mẹ. Ê giấy ơi. Cay thế nhờ. Không thể tin được, mỗi lần hết tiền là lại y như rằng một lần mất chuỗi. Nó vẫn thế anh em ạ. Thế này chắc là tôi nghĩ là phải lên chùa giải hạn. Như này thì không ổn, không ổn. Mỗi lần là như thế thật luôn ấy. Cái này nó đề ra vu, nó đề ra vu vậy đấy anh em ơi. Nó cứ lặp đi lặp lại trong mỗi lần tôi chơi game hàng ngày. Nó cứ như thế thôi. Không thể tin được. Không hiểu kiểu gì luôn. Thế này là nó bị kiểu như là kiểu bị ám ấy. Tôi nghĩ là bị ám rồi. Không thể có chuyện là nếu mà nó là một cái cuộc sống nó bình thường mà nó như thế này được. Rõ ràng là phải có một cái gì đấy nó liên quan đến tâm linh. Phải không anh em? Chắc là nó liên quan đến tâm linh đấy. Ơ thiên sư nó cáu thật đấy. Rao này chắc thua. À, tầm này tôi cảm thấy đội hình bắt đầu yếu rồi. Nó đuối rồi. Aegisid kết hợp với cả Hunter này thì không đánh được. Tầm này bắt đầu đuối rồi đấy. Mày qua vẫn còn 77 máu. Tầm này xả máu dần là vừa này. Mỗi round mất khoảng mười mấy máu. 14, 15 máu. Tính ra là khoảng 5 round nữa. Sống được ra 30. Ok. Mà nói chung là bây giờ tôi chơi cái gì tôi vẫn chưa biết đấy nhá. Thật. Cái lúc ban đầu định chơi siêu đẻ nhá. Nhưng mà bây giờ siêu đẻ thì anh em biết rồi đấy. Không có cơ hội roll được rồi. Roll này chỉ roll cùng lắm là lên được con cây lên 3 sao thôi. Xong rồi cũng bỏ thôi mà. Con Whispersia lên được 3 sao rồi cũng phải chuyển đồ cho con khác thôi. Thì cuối cùng thì nó là cái con gì? Đấy nó vẫn là bí mật anh em ạ. Đấy nó vẫn là bí mật. Tôi đố anh em nào đoán được đấy. Cái cú Flutic của cái game này đấy. Đó có kịch bản hết rồi anh em ạ. Tôi chơi đấy, tôi dẫn dắt anh em. Mà thực ra là anh em biết rồi đấy. Một cái người chơi hay như tôi ấy, thì tôi dẫn dắt anh em theo cái kịch bản của tôi. Nó rất là hay. Nên là tôi kiểm soát được cái trận đấu anh em ạ. Mặc dù là cái đội hình nó chơi là như này này. Là không phải là tự nhiên mà cái đội hình nó như này đâu anh em. Tất cả là nó đều là có nội dung. Kịch bản hết anh em ạ. Chơi như nào, xây dựng đội hình như nào. Đấy. Để xong rồi cuối cùng nó tạo ra cái nút thắt ở cuối game. Tất cả nó đều phải là đạo diễn hết anh em ơi. Đấy, đạo diễn Tuấn Cơm anh em nhá. Rồi, tôi đố anh em biết là cái plot twist ở trong cái trận đấu này đấy. Là một creator thì anh em biết là thế nào rồi. Nó sẽ phải nghĩ ra rất nhiều thứ. Tôi vẫn mua, tôi vẫn đang đánh lạc hướng anh em bằng rất nhiều những cái thứ ở phía dưới này. Nào là mua đỏ này, mua về xong lại bán đi này. Đấy, anh em thấy không? Đấy, mua về xong rồi lại bán đi. Đấy, xong rồi tôi lại vẫn cứ roll ở 10. Cây 3, ok. Rồi, lên được cây 3 rồi. Nhưng mà yếu. Chúng ta cần có một cái loot thắt. Và anh em cũng đang rất cần cái loot thắt ở trong cái trận đấu này. Vậy cái loot thắt là gì? Ok, chưa. Bình tĩnh, chưa đến lúc anh em ơi.
Flood Trick ấy, bất ngờ nó chỉ xuất hiện ở cuối game thôi anh em nhá. Đấy, nó tạo nên cái nút thắt kịch tính. Nên là bây giờ chưa, anh em cứ bình tĩnh, chưa. Anh em cứ để anh em đoán đi nhá, anh em cứ đoán đi. Đấy, còn cái tầm này thì chắc là vẫn thua thôi. Warrior này thì không ăn được, không ăn được, không ăn được. khó. Warrior trâu thật đấy. Bắn vào tự chết mà. Tôi bắn vào tôi tự chết. Không đánh nổi. Rồi. Rao này mất là cũng khá khá, chắc cũng phải chục máu chứ không ít đâu anh em ạ. Rao này mất chắc cũng phải tầm chục máu. Vãi đái thật, thằng này nó kẹp hai con ấy à? Hai con Kunkka cơ. Sợ thế nhở? Khỏe đấy, Warrior khỏe thật. Warrior đang chuối cộng 7 kìa. Rồi, roll tiếp rồi. Này, cây này. Ok. Roll mạnh nhá anh em nhá. Roll mạnh lên 2 sao. À, lên 3 sao. Ta roll mạnh phát này đi. Đây rồi. Ui, còn nhiều thứ quá nhờ. Cứ phải bán bớt này. Bán này đi, rồi ok. Nhiều thứ quá anh em ạ. Tôi chắc tôi không chơi con unicorn nữa, không kẹp bit vào nữa. Tí bỏ bit đi. Tí nữa bỏ bit đi. Tí bỏ bit thôi anh em ạ. Rồi, mèo trận này không ra mèo, không chơi được kiểu co mèo rồi anh em ạ. Trận này mèo đéo ra luôn. Hơi khó chịu một chút. Rồi. Trứng. Đúng rồi đấy. Có trứng rồi nha anh em nhá. Nhưng mà chó sói đâu? Chó sói đâu? Chó sói đâu? Chó sói đâu nhỉ? Như này đi, đúng không? Này mạnh hơn. Rồi. Tạm thời thế đó anh em ạ. 50 tiền luôn tiếp. Như này tôi nghĩ là cũng đỡ được một chút rồi. Đỡ mất máu đi rồi. Rồi, gặp Gladiator nhá. Lần trước ăn tôi đúng không? Bây giờ có ăn nổi không? Ăn nổi không bạn ơi? Ăn nổi không bạn ơi? Ui giời, cây gọi đệ liên tục kìa. Được quá nhở. Ừ, nhưng mà vẫn thua thằng này. Khỏe quá. 4 máu lật keo thằng này thì thực ra tôi nghĩ là cũng không thọ lâu đâu. Gladiator này tí gặp 9 Warrior cái kìa, chuối thắng cộng 9 ấy kìa anh em kìa. Làm sao mà có cửa ăn được cái thằng Gladiator kia, à, cái thằng Warrior kia anh em. 9 qua đấm chết ngay. Rồi chúng ta, việc chúng ta bây giờ luôn tiếp thêm một cây nữa. Hai con cây 3 sao kẹp mèo vào. Anh em ạ. Hai cây 3 sao kẹp mèo vào vẫn là siêu rẻ. Đấy, sau trong lúc roll con cây 3 sao, thêm một con cây 3 sao thì con Wing Ranger và con thỏ của tôi nó sẽ lên được 3 sao luôn. Hợp lý chưa? Quá hợp lý. Đấy, con gấu lên được 3 sao luôn. Rồi xong rồi thế nào nữa? Chưa biết. Nhưng anh em có thể thấy là ở phía dưới hàng chờ tôi có một con heo. Đấy. Úi giời, anh em lại nghĩ ra cái gì đúng không? Anh em lại vừa nghĩ ra cái gì đúng không? Con heo và một con Bad Omen. Ây da, nghe có vẻ hợp lý nhỉ. Tôi thích cái suy nghĩ của anh em. Ui giời ơi. Được đấy, được đấy. Không biết là trận này là chơi cái gì đây. Chơi cái gì đây nhỉ. Ôi, quả này đẩy nhiều vãi đái luôn. Thằng Glide xanh thế nhỉ. Glide xanh thế. Sắp lên được 11, 6 Glacier, 6 Glide, Kalong 2 sao, Agali 3 sao. Căng thẳng phết. Wing Ranger đã lên được 3 sao rồi đấy. Ok, Squire vào. Bán này đi. Here,
Rồi, tạm thời chơi cặp Square đã. Chơi cặp Square ở đây đã. Ok chưa anh em? Ok ấy nhở? Hy vọng không gặp Warrior, không 17 máu đi luôn ấy. Ôi giời ơi, gặp cái thằng Warrior này. Mà cái thằng Warrior thua thằng nào ấy nhở? Thua chắc thua thằng Glide. Mẹ ơi, cái đào này có đi luôn không nhờ? Trông nó trâu quá kìa. Phải, đừng có để đẩy nhiều như thế này. Ôi giời, nó còn kẹp cả Kira vào rồi ạ. Căng quá nhờ. Được không, được không, được không, được không, được không, được không. Câu kéo thời gian, đúng rồi, đẻ thêm đệ đi. Được không, được không, được không. Ui, may quá, nhưng mà mất thì chắc chục máu đấy chứ nhở. Nhiều thế, thế này nhiều đấy. Chục máu thật đấy anh em ạ. Vãi, cứ round này round cuối rồi. Còn có 7 máu ạ. Sợ thế nhở, thôi thôi, lốt thôi, sắp chết đến nơi rồi anh em ơi. Bỏ mèo ra. Kẹp thêm hai đỏ vào. Kẹp hai đỏ vào. Đó. Rồi, cây giải tán đấy. Không lên được đâu anh em ạ. Không lên được hai con ba sao đâu, hết tiền rồi. Thôi, chuyển một con rồi. Khả năng lao này chết là cao anh em ạ. Chưa đến được cái cú flash trick thì đã bay mẹ nó màu rồi. Dã man. Rồi, đừng gặp Warrior nhá. Gặp Warrior 7 máu đi luôn đấy. Ui, gặp thằng này thì cũng khó nhằn này. Ui rồi ôi, con heo bóp rồi. Gọi ra con Greater úp lồng đồng đội. Còn mẹ ngu thế nhở. Con ốc Free nó đập kìa. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Ồ, ồ, ăn được cơ. Được. Mạnh ấy chứ, mạnh ấy chứ. Heo lên được 2 sao, hay quá. Heo lên được 2 sao, rồi. Khá đấy, khá đấy. Và tại cái thời điểm hiện tại, tôi và anh em đã cùng đi đến cuối cái chặng đường. Đã đến lúc tôi tiết lộ cho anh em cái cú flash trick ở trong game này. Cú flash trick cuối cùng của game này. Nhân vật chính của chúng ta là ai đây? Anh em có đoán được không? Thực ra nhân vật chính trong con game này không phải là con sói, bởi vì tôi không mua con sói. Lại càng không phải là con heo, bởi vì tôi không dồn đồ cho con heo. Và cũng không phải là con gấu. Vậy là chúng ta chỉ còn một con gọi đệ duy nhất để có thể kết hợp với món đồ tối thượng là viên hổ phách, kích hoạt khả năng triệu hồi không giới hạn. Và anh em đoán nó chính là cái con Omen đúng không? Nhưng tôi phải nói với anh em là tôi rất tiếc, đó cũng không phải là cái con nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay. Với tất cả những bằng chứng và manh mối tôi lêu ra ở trên, tất cả cho chúng ta một đáp án duy nhất. Và đáp án cuối cùng của tôi, nhân vật chính trong trận đấu này chính là Whispersia. Bất ngờ chưa? Flood Trick ở trong trận đấu này chính là không có Flood Trick nào cả. Tất cả đồ tôi sẽ vẫn giữ ở trên người con Whispersia. Con gấu, con Bad Omen và con heo tôi mua chỉ để đánh lạc hướng anh em thôi. Đưa ra những cái bằng chứng giả để cho anh em không thể đoán được cái ý đồ của tôi, khiến cho anh em đoán sai, đánh lạc hướng anh em, khiến cho con game này khó đoán hơn bao giờ hết. Tôi chắc chắn 100% anh em ở đây sẽ không đoán được là cái cú Flood Trick ở trong trận đấu này, đấy là không có Flood Trick. hay chua anh em. Và tôi đã chiến thắng được cái bọn Warrior rất đơn giản luôn, mà không cần phải chuyển đồ cho bất cứ con nào cả. Vừa lấy nghe nói là Tiểu Vi xin top 1. Thì top 3 nhá, xin top 1 thì được top 3. Rồi anh em đẻ 34 con. Vãi cứt. Anh em ơi, vừa lấy là tôi đẩy Tiểu Vi 34 máu. Đồ vẫn ở nguyên trên người con Whispersia. Kinh khủng luôn, đúng vẫn là siêu đẻ mà anh em. Ban đầu tôi nói rồi là tôi chơi siêu đẻ anh em nhá. Và đấy anh em thấy không, 34 máu một round. Trong một round mất 1/3 số máu. Quá kinh khủng. Anh em thấy không, cái độ siêu đẻ của nó chưa. Rồi. Rồi còn một slot cho con heo vào. Cũng là một con gây đẻ, một con đẻ.
Ok, vậy là cuối cùng là chúng ta chỉ có solo với một thằng Clyde, nhưng mà nó chưa lên được 11. Hay quá. Được đấy, Clyde chưa lên được 11. Liệu rằng là con cây này, con Whispersia của tôi có thể ăn được cái bọn này không? Đấy, chúng ta chờ xem. Ok. Hồi sau sẽ rõ, hồi sau sẽ rõ. Cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh anh em nhá, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Rồi. Hay quá. Ui dồi ôi, anh em nhìn kìa. Con Whispersia của tôi nó gọi đệ liên tục. Nó khiến cho con ca lông của thằng này nó cứ bắn vào những cái con cây thôi. Nó vẫn chưa thể chạm vào người được những cái con co của tôi. Ồ, nó blink ở chỗ khác rồi kìa. Chết rồi. Hay quá. Hay quá anh em ơi. Ui nhưng mà cái con cây đam chính của tôi nó chính là con Squire, nó đã bị chết rồi. Thế thì round này khả năng cao là hòa hoặc thua. Liệu rằng có thể thua được không? Còn hai con thôi. 7 máu thì chắc là nếu mà thua là đi luôn đấy. Ui, thế đi. Cũng căng đấy, nhưng mà con thỏ tôi vẫn sống. Con thỏ của tôi vẫn sống, con thỏ của tôi vẫn sống. Ui, có Hypersia tôi gọi đệ liên tục kìa. Ui dồi, cầu kéo được rất nhiều thời gian luôn. Cứ chết lại gọi ra, vẫn được. Vẫn ok đấy chứ, vẫn ok đấy chứ. Được đấy, được đấy. Hay quá, còn 3 giây cầm hòa được rồi. Tuyệt vời anh em ơi. Tuyệt vời, ui trời. Anh em cứ nghĩ là cái con Hypersia này nó phế late game sao? Tôi thấy là nó không hề phế đâu anh em ơi. Lượng đam của nó gây ra là 8.000 đam ấy kìa. Cũng khá là nhiều ấy chứ. Đánh với Clyde mà gây ra 8.000 đam nó cũng không phải là đơn giản đâu đấy nhá. Ok, để xem nào. Ăn nổi không? Ăn nổi Clyde không? Tôi rất tiếc là Clyde nó không lên được 11, nên là nó sẽ không phát huy được tối đa sức mạnh của nó đâu. Và nó sẽ phải, chúng ta phải kết thúc ở cái round này. Không phải rau quái nó lên được 11 thì chết. Anh em ạ, không được để nó lên 11 đâu. Rồi bây giờ thì bắt được ca lông. Ca lông blink sang bên này, bắt ngay. Ôi xong rồi, con ca lông sắp chết. Ồ hay quá, ui nó bắt bất tử cho ca lông kia. Ui mẹ ơi, tôi cứ tưởng là tôi burn được mana nó. Nhưng mà bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Cây vẫn sống, Squire vẫn sống. Cây bay ra đằng sau câu kéo được rất nhiều thời gian. Hai con này nó phải quay đằng sau đánh con cây kìa. Rồi ôi, đẩy được nhiều lắm đây này. Ui rồi ôi, chiến thắng rồi anh em ơi. Không thể tin được đúng không anh em? Cửa lai mạnh đấy. Meta cửa lai mạnh đấy. Nhưng gặp tôi thì cũng xuống hồ thôi. Tuyệt vời anh em ạ. Quá tuyệt vời. Không biết là như thế này đã đủ thỏa mãn các anh em chưa? Đã coi như là đủ tính giải trí cho anh em nhân dịp cuối tuần này chưa? Anh em thấy hay hãy để lại tôi một like anh em nhá. Và tôi cũng xin hứa là sẽ cố gắng càng ngày càng ra được những cái kịch bản nó hay hơn, nó hấp dẫn hơn nữa để dành tặng các anh em. Đấy, mặc dù là hôm nay là tôi cũng bị ốm đấy, nhưng mà tôi cũng đã rất là cố gắng để có thể viết được một kịch bản nó hay như thế này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và nếu còn thời gian và anh em yêu thích cái bộ siêu đẻ, anh em có thể chọn clip ở cái phần mô tả của cuối video này. Cả hai game đều là những cái siêu phẩm cuối tuần, và tôi chơi bộ siêu đẻ hay lắm, tin tôi đi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.